Chào các em học sinh lớp 9. Trong video hôm nay, thầy sẽ hướng dẫn các em giải một câu điểm 10 tiếp theo. Tính giá trị của biểu thức A bằng 1 chia cho 2 căn bậc 2 của 1 cộng 1 căn bậc 2 của 2 cộng cho 1 chia cho 3 căn bậc 2 của 2 cộng cho 2 căn bậc 2 của 3 cộng cho 1 chia 4 căn bậc 2 của 3 cộng cho 3 căn bậc 2 của 4 cộng cho chấm 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 cộng cho 1 chia cho 2.500 căn bậc 2 của 2.499 cộng cho 2.499 nhân căn bậc 2 của 2.500. Thì ở đây thầy sẽ xét một biểu thức có liên quan tới đây. Tới mấy biểu thức này. Đó là 1 phần x cộng 1 nhân căn bậc 2 của x cộng cho x nhân căn bậc 2 của x cộng 1. Nếu em thay x bằng 1 thì nó ra cái đầu tiên. Nếu em thay x bằng 2 thì ra cái thứ hai. Tương tự cái thứ ba thay x bằng 3. Và cuối cùng thì chúng ta thay x bằng 2.499 thì nó ra cái cuối cùng. Đúng chưa? Và ở đây thì chúng ta lưu ý như mẫu này, nó có là x cộng 1. X cộng 1 chính là bằng căn bậc 2 của x cộng 1 tất cả bình phương. Chú ý nghe chưa? Đó. Và với mẫu thầy sẽ đạt căn bậc 2 của x cộng 1 làm nhân tử chung này. Được không? Và nhớ là thêm căn x nữa, x chính là căn x nhân căn x, đúng không? Cái x bình đó, và chúng ta nhân x vào đây nữa, làm nhân tử chung này, thì trong còn gì đây? Nó còn lại là căn bậc 2 của x cộng 1 và cộng cho căn x. Sau đó thì thầy sẽ đi nhân liên hợp ở chỗ này, thì được là nhân tử, được là nhân tử vô cùng lượng là dấu trừ này, được là căn bậc 2 của x cộng 1 trừ căn bậc 2 của x. Còn dưới mẫu thì ghi lại cái này là thành x nhân cho x cộng 1. Chỗ này nhân một lượng là dấu dấu trừ đúng không? Thì mắc căn đi còn gì? Nó còn là x cộng 1 trừ cho x. X trừ x là mắc rồi, thì nó được là căn bậc 2 của x cộng 1 trừ cho căn x. Dưới mẫu là còn lại là căn bậc 2 của x nhân cho x cộng 1. Đó còn bao nhiêu á? Được chưa? Và tới đây thì mình sẽ tách ra, lấy này chia cái này, hai này chia nhau được là gì? Mắc căn đi còn là gì? Mắc cái phần là cái cộng 1 đi, mắc cái phần là cái lượng lượng nhân tử chung là căn bậc 2 x cộng 1 thì nó còn gì đây? Thì nó còn lại là một phần căn x, được không? Còn hai này chia nhau thì nó mắc cái phần căn x thì còn lại một phần căn x cộng 1. Ok chưa? Đó, như thế. Rồi thì sau đó chúng ta áp dụng vào cái này thì chúng ta được là một phần gì? Một phần căn 1 đúng không, trừ một phần căn căn 2, được không? Rồi trình bày nha. Người ta có này, ta có một phần x cộng 1 nhân căn bậc 2 của x cộng cho x nhân căn bậc 2 của x cộng 1 thì nó bằng tử là một, ghi lại này, ở dưới mẫu là đạt nhân tử chung ra này là x cái cộng 1 nhân cho x. Rồi bên trong này còn lại là căn bậc 2 của x cộng 1 và cộng cho căn bậc 2 của x. Thì nó bằng nhân liên hợp thì được là căn bậc 2 của x cộng 1 trừ căn x, dưới mẫu là căn bậc 2 của x nhân cho x cộng 1 nè. Bên trong này còn lại là x cộng 1 trừ x. Đúng chưa? Rồi bây giờ thì nó bạn là tử là còn căn bậc 2 của x, tử được ghi lại thôi. Căn bậc 2x cộng 1 trừ căn x nè, dưới mẫu là cái này, là cái này rút gọn là còn 1 rồi. Vậy còn căn bậc 2 của x nhân cho x cộng 1. Căn bậc 2 của x là dấu nha, dấu tròn đúng không? Chưa? Rồi tiếp tục thực hiện phép chia đây thì được kết quả là sẽ là một phần căn bậc 2 của x trừ cho một phần căn bậc 2 của x cộng cho 1. Đó, tới đây thì chúng ta áp dụng vào thôi. Vậy thì một phần 2 căn 1 cộng phần một phần 1 căn 2, một phần 2 căn 1 cộng một phần 1 căn 2 thì bằng gì đây? Thay vào đây nè,
thì được bàn gì? X chính là trong 100 căn này là bằng một phần gì? Một phần căn 1 trừ một phần căn 2, đúng chưa? Rồi tiếp tục, một phần 3 căn 2 cộng 2 căn 3. Tương tự thì bằng một phần căn 2 trừ một phần căn 3. Rồi tiếp tục. Chấm 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 nè, chấm 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 này, chấm 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 còn rất là nhiều. Một phần 2.500 căn 2.499 thì nó bằng một phần căn 2.499 đi trừ cho một phần 2.500, phải không? Một phần căn 2.500, xin lỗi, được chưa? Thế là số 1 này, số 2 đó giờ 23, ở đây 299, 2499 thì đây là 2.500. Nó rất có quy luật hay rồi, có quy luật. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ tổng lại thôi, tổng lại thì A này, ghi A cho gọn này, A sẽ bằng ở đây, nó sẽ mắc này, thấy mắc không? Trừ một phần căn 2 với một phần căn 2 là mắc chưa, đúng không? Vậy tương tự nó sẽ mắc hết cái này này, đúng không? Mắc này cái đoạn giữa là cái đoạn mắc luôn này, rồi mắc hết luôn này. Rồi thì còn như đây thì nó còn lại số đầu tiên này và số cái này cũng mắc luôn nha, mắc luôn nè. Số đầu tiên cái này không được, đây không gạch nha, đây bỏ nha, gạch đây này, mắc này, này nó còn lại số gì? Lưu ý là cái này không gạch nha, đây không gạch, gạch cái phần phía sau nè đó. Nó còn số đầu tiên là cái này, là một phần căn 1, và số cuối cùng ở đây là trừ một phần căn 2.500. Vậy A nó bằng gì? Nó bằng một phần căn 1 trừ cho một phần căn của 2.500 bằng một phần căn 1 chính là 1, một phần 2.500, 2.500 thì bằng 50 bình phương, và căn bậc 2 lên thì còn 50. Hai cái này quá đơn giản đúng không? Quy đồng này, 50 phần 50 trừ cho 1 phần 50 thì bằng là 49 phần 50. Kết luận vậy A bằng 49 phần 50. Video bài giảng của thầy đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn các em đã theo dõi. Hẹn gặp các em ở video tiếp theo. Chào tạm biệt các em.